Chào các bạn nha, đây là cái mẫu máy chiếu BenQ MH560. Đây là cái model sẽ thay thế cho MH550 trước đó các bạn. Mẫu MH560 được sản xuất vào đầu năm 2022 và dự định sẽ là một trong những cái mẫu máy chiếu chuẩn Full HD bán chạy của BenQ. So với thiết kế so với MH550 thì nó sẽ không có sự khác biệt nhiều về kể cả như là ngoại hình bên ngoài, rồi cái màu sắc cũng như là cách bố trí các cái cổng kết nối thì chúng ta thấy nó không có sự khác biệt nhiều. Tuy nhiên thì một cái điểm nhấn ở đây đó là cái cường độ sáng được nâng lên 3500 lumen. Độ phân giải chuẩn vẫn là độ phân giải Full HD và dòng này hiện tại thì nó vẫn chưa hỗ trợ 4K. Cái menu của hầu hết các cái dòng máy chiếu BenQ được sản xuất những năm gần đây thì có cách bố trí khá là giống nhau. Trong cái menu thì chúng ta vẫn có cái lựa chọn đó là tiếng Việt. Đối với những khách hàng mà chúng ta ít khi sử dụng máy chiếu thì menu tiếng Việt sẽ là một trong những lựa chọn mà chúng ta dễ dàng chúng ta tùy chỉnh các thông số kỹ thuật. BenQ MH560 có cái hệ số tương phản thực là 20.000 và tuổi thọ bóng đèn có thể đạt tối đa là 15 lần giờ nếu mà chúng ta sử dụng ở chế độ Economic. Các cái mẫu máy chiếu của BenQ được người sử dụng ở trên thế giới đánh giá khá tốt ở một cái khía cạnh, đó là cái độ bền khá là ổn định. Độ bền ổn định và cái linh kiện nó dễ dàng thay thế như là bóng đèn, chip DMD và những cái phụ kiện bên trong thì nó khá là phổ biến. BenQ thì nó cũng sản xuất máy chiếu phần lớn theo cái công nghệ DOP giống như Lotto, Ma, Visionic và Vivitech. Tuy nhiên thì các cái sản phẩm máy chiếu của BenQ thì các bạn sẽ thấy được một cái sự khác biệt. Nó không có thiết kế giống và không copy về thiết kế cũng như là về linh kiện của bất cứ một cái hãng nào. Một số hãng máy chiếu thì khi mà thiết kế máy chiếu thì họ sẽ mua cái linh kiện hoặc là lắp ráp linh kiện OEMI. Tuy nhiên thì BenQ họ có nhà máy sản xuất linh kiện riêng và các cái phụ kiện bên trong máy thì cũng được sản xuất và thiết kế riêng cho hãng chứ không sử dụng chung vào bất cứ một cái hãng chiếu máy chiếu nào. Do đó các bạn có thể cảm nhận được các cái thiết kế của BenQ nó không có đụng hàng về kể cả về các cái thông số kỹ thuật cũng vậy. Các cái thông số kỹ thuật của hãng BenQ họ công bố khá là sát với thực tế chứ nó thông số nó không có mang tính ảo. Dòng này có thiết kế cái kích thước khá là nhỏ gọn, do đó thì cái việc lắp đặt cũng dễ dàng và việc chúng ta mang đi cũng khá là dễ dàng. Độ sáng 3500 lumen là một cái độ sáng ở cái mức tương đối chứ cũng không phải là cao. Độ phân giải Full HD 1920x1080 thì thường cũng được sử dụng khá là phổ biến và rộng rãi vì hầu hết các cái phim chúng ta xem online hiện nay thì đều dừng lại ở cái mức Full HD là phần lớn, còn dạng phim 4K thì còn khá là hạn chế. Do đó việc mà chúng ta đầu tư một cái máy chiếu chuẩn Full HD bao giờ cũng sẽ là một trong những cái lựa chọn sáng suốt. Các bạn có thể kết hợp cái dòng máy chiếu BenQ MH560 với một cái Android Box, một cái Apple TV Box hoặc là chúng ta có thể kết nối với lại các cái đầu thu truyền hình K cộng hoặc là đầu Viettel FPT để chúng ta xem phim và giải trí. Ở trên lý thuyết thì BenQ MH560 có thể chiếu được cái màn chiếu lên đến 300 inch, tuy nhiên thực tế thì chúng ta thường chỉ sử dụng cái màn chiếu khoảng từ 150 inch trở lại là hợp lý nhất. Các bạn có thể check giá các cái dòng máy chiếu BenQ trên trang web máy chiếu 3D.vn hoặc là máy chiếu giá rẻ.vn. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm về dòng máy chiếu BenQ MH560 chuẩn Full HD độ sáng 3500 lumen. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.